ta sẽ dùng cái đó để bút đàn. Đây, đây là cuốn bút đàn của tòa soạn đã chuẩn bị sẵn, mà tôi cũng thích có những cái cuốn bút đàn. Bởi vì thứ hai nữa, ngoài cái hồ cũng như là cái hồ sơ, tôi cũng làm một cuốn, cuốn làm bự lắm. Làm bự bởi vì mình liên lạc lần này, lần sau mình có thể giữ lại, có nhiều cái mình cần lại coi lại cái điều đó cũng đúng, và thứ hai mình lưu lại hồ sơ cũng đúng. Cho nên là tôi thấy là cái quan trọng là thứ nhất là mình phải kêu nhà họa sĩ phải nhà. Bây giờ anh thấy cái gì cần để mà mời Thiện Cầu nhờ họa sĩ trở về và gặp gỡ chúng ta hôm nay qua cái bút đàn, còn thiếu cái gì nữa không? Theo tôi thì về cái kỹ thuật vẽ đó, thì chính ra thì khi mà ông họa sĩ ông vẽ thì tôi không biết ông vẽ cái gì. Đó, bây giờ là mình chỉ muốn ông là ông muốn vẽ theo cái thế giới vong linh của ông ấy, hoặc là ông nhìn cái cảnh như thế nào ông vẽ cho mình, chứ chính là trong đầu óc tôi không biết là ông sẽ vẽ cái gì. Nhưng mà đúng ra theo tôi nghĩ là phải có một cái khai màu trước. Khai màu. Dạ, dạ, sẽ có sẵn đây. Nhưng bây giờ chúng ta cứ làm cái thủ tục là mình gặp. Mời lên nói chuyện cái đó ha. Chúng ta nói chuyện xong rồi nếu đồng ý là chúng ta sẽ... Mình sẽ chuẩn bị... Chuẩn bị sẵn sàng đi. Bây giờ ông cứ bút đàn đi đã. Rồi em sẽ giúp cho chuẩn bị cái đó. Nhà tâm linh Sơn Linh là chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng hết cái gì mà khi nhà họa sĩ Bùi Xuân Thoái cần là chúng tôi cho chúng tôi biết. Bây giờ trước tiên là anh làm sao để được hôm nay ngày mấy nhỉ? Hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2010. Cho phía dưới lên hay không? Để tự thật. Ngày 25 tháng 8 này, thứ tư hả? Dạ, thứ tư 25 tháng 8. Nó lúc 2:45. Bây giờ là 2:40. 8 2:40. Rồi và mình cứ đề nghị là anh hỏi và đáp, mình cứ đánh dấu đầu nhé. Bây giờ việc trước tiên để anh mời chị về. Cũng giống như là mình kêu vong linh này cũng đơn giản thôi. Cũng giống như là mình dùng cell phone nói chừng đếm chừng 1, 2, 3 tới 10 mà reo mà không thấy bát phone là mình có thể mình phải tìm người khác, hoặc là mình đợi thôi, không có gì. Bây giờ là với ông và chị Bùi Xuân Phái ha. Bây giờ sẽ mình muốn tiếp trợ với họa sĩ Bùi Xuân Phái. Sau đó theo kinh nghiệm mà trước đây tôi đã từng làm việc, đó là chúng ta có thể hỏi chuyện một vài câu hỏi thông thường, nhất là họa sĩ có cái kinh nghiệm